Hôm nay là buổi đầu tiên Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập chỉ Liên Tâm tổ chức chữa bệnh cho mọi người bằng phương pháp bấm huyệt thập chỉ liên tâm, phương pháp không dùng thuốc. Mọi người ở các nơi đến đây rất là đông và các học viên đã học đến tổ chức giúp đỡ mọi người cũng rất là nhiệt tình. Chúng ta nhìn thấy cái quang cảnh của cái buổi chữa bệnh bằng phương pháp bấm huyệt thập chỉ liên tâm. Và sau một thời gian thực hiện đấy, đã có rất nhiều những người đã được chữa trị và kết quả được rất là tốt. Bây giờ bác ạ, bác nói một chút xem là bác cho biết là bác họ tên là gì, địa điểm ở đâu và bác đến đây bác bị cái bệnh gì thì bác đã được tác động và kết quả nó ra làm sao thì bác nói cho mọi người nghe. Thưa tất cả các anh chị em trong câu lạc bộ, tôi tên là Nguyễn Thị Thủy, tôi đến từ Sài Đồng. Sài Đồng ạ, vâng. Tôi rất hân hạnh là được chị Bảo Kim giới thiệu. Vâng, chị Bảo Kim. Hôm nay tôi đến đây tôi với tinh thần là phấn khởi và hân hoan. Thực sự là rất cảm ơn, trước tiên là cảm ơn là chị Bảo Kim, sau đó cảm ơn câu lạc bộ. Tôi thì tôi bị cái bệnh đi khám ở bệnh viện ý, thì người ta bảo là thoái hóa đốt sợ, thoái hóa khớp gối, gai bông chày và lồi cầu hai bên. Cách đây được khoảng độ 3-4 tháng. Sau đó thì tôi cũng có uống các loại thuốc của bệnh viện cho giảm đau, giãn cơ, nhất là thực phẩm chức năng glucosamin. Thì đương nhiên là nó cũng thuyên giảm một chút. Hôm nay thì tôi đến đây tôi lại thấy có một cái rất diệu kỳ ở chỗ đó là dùng cái phương pháp này để không phải dùng thuốc mà lại chữa được bệnh. Thì tôi được các anh chị trong câu lạc bộ đã hướng dẫn, rồi tôi lại tự làm, tinh thần rất thoải mái, được anh Sơn chỉ bảo tận tình. Và tôi đã làm được nhiều lần ở hai cái khớp gối. Hiện nay thì tôi đỡ rất nhiều. Trước cái nằm ngủ là phải gác chân lên cái gối thì mới ngủ yên được. Nhưng hôm nay thì sau 10 lần làm đi làm lại, anh Sơn hướng dẫn tận tình ý, thì tôi thấy là tôi đặt được cái chân thẳng xuống bàn rồi. Rồi, tuyệt vời. Và thế tôi rất là cảm ơn và thấy rằng cái phương pháp này là phương pháp mà có lẽ là cũng là tuyệt vời. Chị có thể đứng lên ngồi xuống và thấy bây giờ thế nào ạ? Tôi đứng lên ngồi xuống dễ dàng hơn. Dạ. Và ngồi xổm là ngồi được rồi. Dạ, chị làm thử cho mọi người chứng kiến ạ. Dạ. Đây, ngồi xổm được ngay rồi. Rồi, tốt quá, mọi người cho chàng vỗ tay ạ. Vâng. Dạ. Vâng. Và chuyển mic cho cái này. Và em qua đây em đứng em nói cho mọi người nghe. Vâng. Rồi, em nói đi. Em ở đâu? Em tên là gì? Tôi xin chào tất cả ông bà các bác các cô chú anh chị. Cháu ở trong Trung Sơn. Trung Mỹ. Cháu bị đau cái khớp nào ở 3 năm nay rồi. Hôm nay cháu mới ra đây thì cũng cô chú và các chị làm cháu cũng như ngồi xuống nghe thì nó nhẹ nhàng hơn nhiều. À. Và nó cảm thấy nó đỡ rào được một chút. À. Đỡ được trên 50% rồi hả? Tốt quá. Và cái này, phương pháp này là em bé về cố gắng là sử dụng cái cặp đá diệu kỳ chườm nóng vào vùng gan và chườm vào cái vùng háng em bị đau đấy hàng ngày. Thì nó sẽ mang lại cho em cái hiệu quả tốt hơn nhé. Tập luyện thường xuyên nữa, có điều kiện nữa đi dự một cái
khóa huấn luyện về cái cách tự chữa trị này thì rất là tốt. Vâng. Rồi, cảm ơn em. Rồi. À, bác đến đây là bác bị cái tai đúng không bác? À, bác nói về mình và bác nói về cái bệnh của bác xem thế nào. Dạ vâng, thưa ông, tôi là Nguyễn Thị Thông, tôi đang sinh sống ở bên phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Dạ. Yeah. Tôi bị điếc đến bây giờ là 26 tháng. Tự nhiên tôi ngủ dậy là tôi không nghe thấy gì luôn. Thì từ đấy đến giờ tôi chữa rất nhiều nơi, tức là bệnh viện tai mũi họng trung ương, rồi đi bệnh viện lão khoa, rồi các cái cơ sở mà có tiếng về nói về Tây y. Các thầy đi học ở Pháp, ở Mỹ về tai mũi họng. Vâng. Tôi cũng đến các cơ sở đấy thì nhiều thầy nói khuyên là nên đeo trợ thính. Chứ là vì già, năm nay tôi 71 tuổi. Vâng. Thế thì tôi nghĩ rằng là nhiều người 71, 81 đến 90 tôi thấy không bị điếc. Thì tôi nghĩ rằng vẫn có thể chữa được nên tôi cố gắng tôi đi chữa. Tôi có lên tu be nhiều lần để tôi thấy cơ sở ở đây. Nhưng mà vì là tôi có một người bạn học về cái chữa bệnh như này thì tôi đã đến, tôi chữa được vài tháng nay nhưng mà cái nó cũng có kết quả, tức là tôi nghe nó đã khá hơn và cái này ù ù gió gió ở trong tai thì nó cũng có khá hơn. Nhưng mà bạn đấy nói rằng là nơi đây là 67 3 triệu này là thầy của bạn đấy. Các thầy của bạn đấy tập trung ở đây rồi thì chỗ này là chỗ cao nhất. Thì tôi đến đây hôm nay là buổi thứ hai. Rất là cảm ơn các vị. Thứ nhất đến đây là tôi thấy phấn khởi chỗ tinh thần của các vị giúp đỡ cho bệnh nhân. Tôi thấy rất là vui vẻ mà thoải mái, là rất là cảm động. Cái thứ hai là được buổi này là buổi thứ hai, tôi một buổi hôm trước về thì tôi cảm thấy nó nhẹ. Hơn nữa là hôm nọ là bác Thanh ở đây có hướng dẫn cho tôi chữa bệnh đau ở hai bên cổ động mạch cảnh. Vâng. Về tôi chữa được mấy hôm nay thì tôi cảm thấy là nó dễ chịu. Vâng. Thì tôi cũng chẳng biết nói gì, tôi cũng chỉ mong là các thầy cố gắng và mọi người cho tôi là cùng cố gắng giúp đỡ cho tôi và tất cả mọi người có bệnh để cuộc sống được vui vẻ an lành. Thứ hai là tôi chúc cho các bác ở liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội có nhiều sức khỏe, hạnh phúc và toàn thể gia đình hạnh phúc. Rồi, cảm ơn bác. Vâng. Thế nào đây, người đau đầu gối đây, kể cả người được chữa và người chữa, phát biểu cái cho nào. Rồi. Em phát biểu rồi, em phát biểu rồi, em lên YouTube rồi. Đây, chúng ta nhìn thấy cái quang cảnh, mọi người đang chữa bệnh rất là say sưa. Rồi. Đây. Không khai thông ấy rồi gì? Các cái bệnh nhân cũng rất là chịu khó, có những cái chỗ điểm hơi chật chội một chút nhưng mà đều thông cảm với cái hoàn cảnh của trung tâm. Bây giờ em nói xem là bố bị như thế nào và từ đâu đến. Tôi là đàn ông mà tôi học tại Yến cách đây 3 tháng. Hôm nay tôi rất là cảm ơn các bác ở Viện Cảm xạ Việt Nam đã dùng phương pháp tập chỉ liên tâm để hỗ trợ bố tôi phục hồi chức năng. Mà bố bị bao nhiêu lâu rồi em? Bố cháu là bị 3 tháng rồi. 3 tháng rồi. Mà nhà thì ở đâu? Nhà cháu ở Hải Phòng. Vâng, bác từ Hải Phòng lên trên này. Mà vì sao lại biết được đến cái phương pháp bấm huyệt thập chỉ liên tâm này? Tôi cháu biết được là qua cái trang YouTube. Nó nghe anh phải chuyển cái loa đây thì nó nghe nó rõ hơn. Cái loa nó xa quá. Rồi. Thế mà bác thấy thế nào? Khi mà dùng phương pháp tập thể liên tâm thì bố cháu cảm thấy thoải mái hơn. Thoải mái hơn à? Cố gắng về, mà con trai phải chịu khó đi học đi. Học xong rồi, con rể đi học xong rồi về giúp bố hàng ngày ấy, thì nó sẽ tiến bộ lên rất là nhiều nhá. Chúc bác là phải về là ngoài cái việc là
tập luyện bấm huyệt thường xuyên đấy là bác sử dụng cặp đá diệu kỳ chườm kỹ vào cái vùng gan này. Một ngày bác làm 2 lần đến 3 lần đi, mỗi một lần làm cho 2 tiếng đi, nó làm cho máu huyết lưu thông đấy. Xong rồi ngoài cái chườm vào gan ra đấy, những cái phần nào mà bác thấy đau ở lưng hoặc đau ở vai hoặc là đau ở chân ở tay gì đấy, cứ chườm tốt, càng nhiều càng tốt nhé. Cái phương pháp đó rất là tốt nha, mặc dù là xa thôi. À, rồi đâu rồi, thanh niên Hòa Bình, thanh niên Hòa Bình phát biểu cho nào. Đây rồi, à bị tai nạn à, rồi chờ tí nhá, đang anh bị sao, trường hợp này bị sao em? À, liệt do tai biến à, do tai biến nửa người à? À, người nhà. Trường hợp này của mình thì bị thế nào em? Đầu tiên bị chảy máu. À. Xong rồi đi bệnh viện mai. Em nói đi. À. Thời gian về Vĩnh chữa trị cùng phục hồi chức năng nội mai cũng làm rồi, Vĩnh cũng làm rồi. Giờ đây nghe thông tin ở trung tâm đây chữa trị bên trái em đưa bệnh án vào đưa đi rồi, rồi. Rồi thế mà làm từ nãy giờ thì cái anh này có cảm nhận gì không? Chân tay của em cũng thấy nhanh hơn, nhanh hơn à, dẻo cử động lại dẻo hơn, cử động được nhanh hơn rồi. Ok được rồi, nhưng mà em nhớ là sử dụng cặp đá diệu kỳ đấy chườm vào gan hàng ngày nhé. Với trường hợp bệnh của anh ấy thì cô tốt nhất là gì, cho chườm một ngày tối thiểu 2 lần, mỗi một lần làm 2 tiếng đi nhé, thì nó sẽ mang lại cái hiệu quả tốt hơn, nó làm cho mạch máu ở bên trong ấy nó lưu thông được tốt hơn và nó thải độc được tốt hơn. Ở gan ấy là máu lưu qua đấy 1 giờ là 60 lít, làm 2 giờ thì 120 lít máu được làm nóng lên và nó sẽ được lưu thông tốt hơn nhé. Kết hợp với lại cái chuyện là tác động bằng phương pháp bấm, nhưng mà nên có người đi học về giúp anh hàng ngày. Rồi cảm ơn em. Rồi. Cho phỏng vấn đi. Dạ. Đây. Em phát biểu câu này này. Sẽ từ nay sáng giờ làm. Em chưa cảm nhận được, em chưa cảm nhận được à. À. Cái tay vì sao? Vì bao đau vai, cái vai đau vai dài quá, chưa thấy cái sự thay đổi. Em bấm đi xong người ta để cho bạn ấy cảm nhận được cái phương pháp của mình nhé. Đây. Hôm nay mặc dù là cái buổi đầu tiên thế nhưng mà bà con đến với lại Thập Chỉ Liên Tâm xa từ Hải Phòng, từ Nghệ An, rồi là từ các huyện lân cận đều đến với Thập Chỉ Liên Tâm. Và sau khi tác động, rất nhiều người đã cảm nhận được cái kết quả và hy vọng rằng là sẽ quan tâm và theo phương pháp Thập Chỉ Liên Tâm trong quá trình tiếp theo. Tập trung hỗ trợ. Ở xe
tốt quá, bác tự chữa cái đầu gối cho mình nha. Quá hay. Còn một cái chị là trường hợp bị suy giãn tĩnh mạch đấy phải không nhỉ? Sau một thời gian tự chữa, bây giờ em sắp làm thành thầy đi chữa bệnh cho mọi người rồi. Tốt quá. Quá tốt. Tốt quá. Vậy em chữa được những ai em phát biểu đi, hay lắm. Hay lắm. Nói cho mọi người đi. Ui giời, cố lên. Hôm nay cái cảm nhận thế nào? Vậy em chữa được cho mọi người rồi, em thành thầy rồi thì quá tuyệt vời rồi. Chúc mừng em. Từ một bệnh nhân mà bây giờ đã đi chữa được cho mọi người. Quá tốt. Và đây là tất cả từ sáng đến giờ là toàn học viên của mình tự chữa cho nhau hết đấy chứ. Và cái thập chỉ liên tâm này có một cái điều đặc biệt là như vậy. Tự mình chữa được cho mình và tự mình lo được cho gia đình mình, cho người thân của mình và cho anh em bạn bè. Rất mong mọi người sẽ quan tâm đến với thập chỉ liên tâm và cái chương trình phát hình trực tiếp của chúng tôi. Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập chỉ Liên tâm.